Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay gia đình quyến thuộc của sư tôi định làm phước trai tăng dừng cái 100 ngày của ông tên gì? Huỳnh Văn Sử. Thì sư định dẫn lời đi đến đây để dự chứng lễ trai tăng và có một thời pháp thoại cho gia đình nghe. Ở đây có cái vấn đề là mấy bà con tụ họp lại đó, sư được nghe nói là có nhiều người chưa có thông về cái vấn đề chúng ta hồi hướng phước, làm phước, hồi hướng phước và chúng ta nhân danh người quá vãng để chúng ta làm phước. Cho nên sư trong cái thời pháp này theo lời yêu cầu của sư tôi định thì sư cũng có vài lời để nhắc nhở cho mấy bà con. Thực ra đó, cái chuyện mà chúng ta làm phước nó xuất phát từ cái chữ hễ chúng ta thành tựu lòng tin là chúng ta thành tựu được thiện pháp. Mà thành tựu được thiện pháp thì chúng ta thành tựu được phước báo. Nếu mà chúng ta không có niềm tin tam bảo, không có niềm tin vào cái lý nhân quả nghiệp báo, mà chúng ta làm phước thì chỉ theo cái hình thức đó, thì chúng ta sẽ không có thành tựu được thiện pháp. Mà không có thành tựu thiện pháp là chúng ta không có thành tựu được cái phước báo. Mà khi không có thành tựu được phước báo thì chúng ta không thể hồi hướng phước cho người đã quá vãng được. Ở đây trước nhất là sư nói về cái vấn đề trong kinh chú giải Bali bộ Bê Ta Quá Thú, tức là chú giải ngài quỷ sự, có đề cập đến việc ngày xưa khi mà tôn giả Sariputta, tức là ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, ngài lậu vị A-la-hán, trong lúc ngài đang đi kinh hành vào buổi sáng sớm thì một nữ ngạ quỷ xuất hiện trên cái con đường kinh hành của ngài, và tôn giả đã hỏi rằng là người đến có việc chi, cần cái gì, thì ngạ quỷ mới nói rằng vì ở trong quá khứ khi mà sanh làm người không có tạo được cái phước báo và chỉ tạo cái bất thiện nghiệp cho nên sanh làm cái loài ngạ quỷ, bây giờ đến rồi xin ngài làm phước giùm cho. Thì quý vị cũng biết rằng là nếu là một người Phật tử hiểu Phật pháp á, là chúng ta phải hiểu rằng là vị A La Hán ngài đã từ bỏ cái thiện và ác, vì việc nơi làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, ngài đã diệt trừ phiền não, cho nên ngài cũng không có cái gì để mà gọi là tạo phước. Cho nên khi mà ngạ quỷ quý thuộc, con ngạ quỷ đó là trong năm đời trước là mẹ của ngài, mà bây giờ đến xin ngài
xin phước Ngài thì bây giờ Ngài đồng ý Ngài cho. Nhưng mà Ngài nói rằng ta sẽ cho ngươi một cái bát cơm, ta đi khất thực. Rồi ngươi hãy tắc y cúng dường cái bát cơm đó đến cho chư tỳ kheo. Rồi Ngài Quỷ mới nói rằng là, bạch Ngài, thân Ngài Quỷ làm sao con dám tiếp cận với chư tăng được. Thì Ngài Xá Lợi Phất là nói, ngươi chỉ cần biết là ta đã cho cái bát vật thực, cái bát cơm, ta sẽ nhân danh ngươi để đem cái bát cơm đó cúng dường xuất bát lại cho các vị tỳ kheo. Ngươi đứng ở ngoài xa đó mà tùy hỷ cái công đức, tùy hỷ cái phước báo giống như là mình đã làm. Thế là Ngạo Quỷ đứng ở kia nhìn. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã tuyên bố Ngài cho cái bát cơm đó đến Ngạo Quỷ. Rồi Ngài mới đem cái bát cơm này mới lợi tắc bạch chư tăng rằng nhân danh Ngạo Quỷ đó để cúng dường cho chư tăng. Xin chư tăng chú nguyện phước cho Ngạo Quỷ đó. Thì Ngạo Quỷ đứng ở ngoài quan hỷ sanh cõi trời. Cho nên cái cách mà chúng ta làm phước đó, hồi nào đến giờ chúng ta quen làm phước, chúng ta nghĩ rằng tự mình làm phước, rồi hồi hướng phước đó đến cho quý thuộc. Nhưng mà thật sự ra đó, chưa chắc gì là bây giờ thân nhân ngay trong hiện tại, trong kiếp sống này, chúng ta biết tên biết tuổi, chúng ta đọc tên tuổi ra. Nhưng mà hỏi về quý thuộc ở quá khứ, làm sao chúng ta biết tên tuổi người đó? Ở trong các đời sống quá khứ xa xưa, những cái kiếp trước nữa, làm sao mà chúng ta biết? Do đó cho nên chúng ta chỉ khi mà làm phước đó, là chúng ta chỉ nhớ một điều là y đăng vô nha, y đăng nô nha ti năng hô tú sức khai ta hô tù nha ti vô. Phước báo này xin nguyện hồi hướng cho quý thuộc, cầu mong quý thuộc được sự an vui. Chỉ vậy thôi, mình tác ý như vậy là đủ rồi. Còn cái chuyện thứ hai đó, nếu thân nhân trong hiện tại mà trong đời quá khứ họ chưa từng làm phước, thì bây giờ mình nghĩ ngày hôm nay là 100 ngày, hoặc là giáp năm, hoặc là tuần, hoặc là dỗ đầu của người thân, ai đó, ông bà, cha mẹ gì đó, cái chúng ta mới tác ý sắm giữa vật thực, gọi là để cúng cho cái người thân đó. Khi mà chúng ta có tác ý, chúng ta làm vật thực thì chúng ta cúng dâng cho người thân. Mà thay vì cúng dâng thì chúng ta mới đem vật thực đó đến chư tăng, nhân danh quý thuộc người đó vậy, để cúng dường vật thực này đến chư tăng thì cũng được thôi, là chư tăng cũng chúc phúc phước báo, họ cũng được thành tựu cái phước. Cho nên cái chuyện mà chúng ta làm phước hồi hướng đó, xin nói các vị là có hai cái việc. Một là chúng ta tự mình làm phước, thành tựu phước rồi mình hướng nguyện để hồi hướng phước này đến cho người thân. Nhưng mà cái này khó lắm. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị mà quý vị làm phước thờ ơ đó, là quý vị khó thành tựu được cái phước báo lớn lao. Mà không thành tựu được phước lớn lao thì làm sao hữu ý cho quý thuộc. Cũng chẳng hạn như bây giờ quý vị mời bà con lối sớm hay mời quý thuộc đến để ăn, để ăn tiệc. Nhưng mà quý vị không có nấu thành cái bữa ăn, không có dọn lên trên bàn làm, rồi người ta vô người ta ngồi đó chỉ ngồi chơi thôi sao? Cho nên cái chuyện mà chúng ta làm phước để hồi hướng cho quý thuộc đó, chúng ta phải làm sao thành tựu được cái phước báo.
Mà muốn thành tựu được phước báo, quý vị biết là có nhiều cái yếu tố. Một là chúng ta phải có cái niềm tin. Nơi tam bảo. Rồi chúng ta có cái sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và đã làm xong. Chúng ta phải có cái sự tác ý đến cái chuyện mà làm phước. Thứ hai nữa là chúng ta phải cúng dường đến đối tượng tăng, gọi là quách thú, sambati. Thứ ba nữa là chúng ta phải thành tựu cái vật thí. Và thứ tư nữa là chúng ta có cái sự chú tâm để hồi hướng phước. Bởi vì khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta cứ viết tên tuổi của người đó, giao cho cái vị cha đọc cái tên đó, rồi chư tăng tụng làm gì làm. Nhưng mà chính bản thân quý vị ngay trong lúc mà chư tăng tụng kinh đó, quý vị không có chú nguyện phước thì không lãnh được. Giống như đức vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương. Đức vua Bình Sa Vương đó, ngạ quỷ quyến thuộc của ngài từ đời quá khứ cách đây 91 quả địa cầu, xa lắm, thời Đức Phật Phú Xá. Vì những thân nhân quyến thuộc đó mắc cái lỗi là ăn trước chư tăng với Đức Phật. Vật thực mà nấu lên để dâng chư tăng, họ lấy họ ăn trước. Cho nên sau đó họ sẽ là ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ lâu lắm đến Đức Phật này, Đức Phật này, Đức Phật này. Các ngạ quỷ đều lên hỏi, hiện lên hỏi Đức Phật chừng nào con được giải thoát khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Thì vị Phật này cũng tội nghiệp họ, cũng thương họ, cho nên không dám nói. Các ngài không, các chư Phật không có nói xa, sợ họ thất vọng. Cho nên mới nói là tới Đức Phật kế tiếp rồi hỏi đi. Rồi Đức Phật kế tiếp hỏi thì Đức Phật kia nói là hãy chờ Đức Phật kế tiếp rồi ngài sẽ giải thích cho nghe. Cứ như thế đó. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca đó, lúc đó ngạo quỷ đó mới lên xin phước Đức vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương là đệ tử của Đức Phật. Thì vua Bình Sa Vương cái bữa đầu đến bạch với Đức Phật về cái điềm chi bao mà con thấy quý thuộc đi đến xin phước. Thì Đức Phật ngài dạy cho các cách là làm phước cũng dường đến đại thể tăng chúng. Nhưng mà khi mà làm phước xong rồi, Đức Vua lại lo bị chi phối cái chuyện mà cất chùa Chê Tâu Quánh Á, ở cái chùa Quê Lưu Quánh Á, chùa Trúc Lâm như thế nào. Cứ mãi mê lo suy nghĩ cái chuyện phải cất chùa cúng dường Đức Phật Chư Tăng ra sao. Cho nên quên hồi hướng cho ngạ quỷ đó. Thế là qua ngày hôm sau, ngạ quỷ đến xin phước tiếp. Vua đi đến bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm qua con có làm phước rồi mà ngạ quỷ sao lãnh không được. Đức Phật nói rằng vì rằng đại vương hôm qua đó làm phước xong rồi đại vương quên hồi hướng cho họ. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy cho cái cách là phải ngay chú nguyện ở trong cái bài kinh Theruvada Sutta. Cái bài kinh mà Đức Phật ngài giải thích về các loài ngạ quỷ đi đến xin phước. Thì trong đó có cái câu y đăng nô cha ti năng hô tú sức khi ta hô tù nha ta vô mà bây giờ mình đọc không? Tức là ngay trong lúc đó đó là các vị cứ là chú nguyện cái phước đó để hồi hướng cho họ. Cho nên cái chuyện thứ nhất là chúng ta thành tựu được phước báo, chúng ta làm phước còn hướng cho họ thì tốt. Nhưng mà đối với thân nhân hiện tại đó, là những người như Quỳnh Nhân Sử, chúng ta biết mặt biết tên của người đó thì chúng ta có cách thứ hai cũng được. Những vật thật nào chúng ta hôm nay chúng ta làm phước á, chúng ta cứ nhân danh người đó để mà chúng ta làm phước cho. Còn một trường hợp nữa là như thế này. Gia chủ tự mình làm phước, nhưng mà có những bạn bè thân hữu đi đến để hùng phước đó,
Xin cũng nhắc thêm, các bà con của mình, những Phật tử nhiều khi đi đến tham dự cái dỗ của vị hòa thượng này, của thượng tọa kia, hay là của ông này, của bà nọ, để chúng ta hồng phước, chúng ta nghĩ rằng là phải ghi tên rồi phải đọc lên cho chư tăng nghe. Rốt cuộc thì cái lễ đó là cái lễ dỗ tập thể, chứ không phải là cho cái người ông Quỳnh gia sử. Bởi vậy cho nên chứ sư cứ nhắc hoài, Phật tử hồng phước á, thì mình tác ý rằng là ngày hôm nay ở chỗ này làm phước cúng dường đến chư tăng, để hồi hướng cho cái người đó ở bên Thái hay là ở dưới Khmer, người ta có cách làm phước thế này. Thí dụ ngày hôm nay nhà này làm phước, cô Thảo, cô Chiêu làm phước, chúng ta muốn đến mà chúng ta làm phước ra, chúng ta hồng phước với thí chủ, hồng phước cho thí chủ thôi. Rồi thí chủ mới là lên, mới tắc bạch cho chư tăng là hôm nay làm phước cúng dường, mục đích gì, và trong này có nhiều người hồng phước xin cúng dường đến chư tăng. Rồi tự mỗi người chúng ta là phát nguyện, chúng ta muốn nguyện cái gì cũng được, nhưng mà chúng ta phát nguyện thôi, chứ khỏi cần phải đọc tên tuổi lên. Cái mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta làm phước cho ông Quỳnh Nhân Sử. Ông Quỳnh Nhân Sử, do đó cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta làm cho anh loãng đi. Quý vị hiểu không? Không thể làm cho anh loãng đi. Cứ là Phật tử người Việt của chúng ta đó, Phật tử Việt Nam chúng ta cứ sư bài nay làm. Riết rồi nhìn vô cái cuộc lễ, tham dự cuộc lễ, 10 cuộc lễ dỗ ở trên thành phố Hồ Chí Minh đó, sư đi đến sư tham dự, sư không biết là cái dỗ đó dỗ của ai nữa. Tại sao vậy? Bởi vì đọc cái danh sách dài như thế này, rồi biết của ai chưa? Do đó cho nên Đức Phật ngài dạy rằng Dê tát thác anh đô mô đàn thiết quay dâu quách trăng cà rôn tí qua Nà tì nát đắc khinh na ô na tì bì bù nhát sắp phà kì nô. Tại cái cuộc làm phước đó, thí chủ bỏ tiền ra để mua sắm vật thực làm phước, có phước. Mà những người đi đến mà phục vụ trong cái tiếp tay trong cái việc, trong cái buổi lễ đó cũng có phước. Mà người tùy hỷ với công đức của thí chủ đã làm vẫn có phước. Do đó cho nên khi mà chúng ta đến đây, một là chúng ta tiếp giúp sắp đặt bàn ghế, hay là đón tiếp chư tăng, hoặc là chúng ta phố cổ đem vật thực lên bàn v.v. Hoặc là chúng ta ngồi đó, chúng ta tùy hỷ công đức cũng được. Như quý bà, mấy bà con nào mà tay chân yếu không có làm được thì chúng ta ngồi, chúng ta tùy hỷ vui thích theo, cái đó là chúng ta có phước. Nói chung tức là cái việc mà chúng ta làm phước, Đức Phật này dạy rằng chia tanh hăng phí khơ vi cam hăng và đa mí. Này chư tỳ kheo, ta nói nghiệp là do cái sự cố ý hành động. Khi mà chúng ta có sự cố ý hành động đó là chúng ta đã có cái phước báo, chứ đâu phải là chúng ta làm cái hình thức cho nó hoành tráng, hay là có cái tên cái tuổi được nêu lên chúng ta mới có phước đâu. Để chúng ta có tác ý lành, ở đâu có tác ý thiện thì ở đó là có cái phước báo, nó phát sinh do tâm thiện. Còn khi mà chúng ta đi đến tham dự, mặc dù giăng cờ treo biểu ngữ sướng tên như vậy, nhưng mà chúng ta lo phóng dật, chúng ta suy nghĩ đâu đâu, hoặc là chúng ta tham sân si khởi lên lúc đó, thì như vậy là chúng ta không có thành tựu được phước báo. Cho nên cái phước báo nó quan trọng lắm. Nhưng mà mấy bà con phải nhớ như thế này nè, bây giờ đó cái cuộc sống của chúng ta nó gấp lắm rồi. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây đó, nó có cái ý nghĩa là chúng ta sống để chờ chết thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải chết.
Do đó bây giờ đó, những người trẻ khỏe thì chúng ta phải suy nghĩ rằng rồi thế nào ta cũng bị, cũng phải bị già, bị bệnh và bị chết. Cho nên bây giờ mình tranh thủ làm phước. Còn những người mà bị bệnh thì chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình bị già, mình bị bệnh rồi, nhưng mà mình còn có thể sáng suốt minh mẫn để suy nghĩ về pháp thì ráng mà lo suy nghĩ, để mà chúng ta tạo cái phước báo đem theo trong ngày vi lai. Chứ bây giờ chúng ta ở đó mà chúng ta lo, chúng ta chấp nê ba cái hình thức thì như vậy là coi chừng muộn đó. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải cố gắng như vậy. Mỗi người phải biết tự mình làm cái hải đảo nương tựa chính mình. Bởi vì khi mà sự già, sự bệnh, sự chết nó đến rồi, chúng ta sẽ không có cái chỗ nương tựa, không có đem theo cái thứ gì về vật chất như là tài sản, nhà cửa, đất vườn, hoặc là quyến thuộc bạn bè, chúng ta không có dẫn họ theo được, mà cũng không có đem theo tài sản đó được. Chỉ có cái phước nào mà chúng ta đã làm thì cái phước đó chúng ta mới lấy đó làm hành trang để đem theo trong trong cái kiếp tái sanh thôi. Cho nên bây giờ cái chủ yếu ngày hôm nay sư đi đến đây để sư thuyết pháp thì nhắc cho mấy bà con là cái chuyện mà chúng ta tu tập, chúng ta làm phước. Bởi vì khi mà chúng ta gọi là tu tập, gọi là tạo phước đó, người cư sĩ chúng ta có bốn điều mà chúng ta phải thành tựu. Thứ nhất là gọi là Sattha Sampada, tức là chúng ta phải thành tựu về đức tin. Như sư đã nói quý vị là hễ có đức tin đó, thì chúng ta có tất cả. Mà chúng ta thiếu đức tin đó là chúng ta không có thành tựu được thiện pháp lớn lao đâu. Bởi vì khi mà chúng ta sống trong cuộc sống khổ đau này đó, là chúng ta phải có cái niềm tin vững chắc nơi Đức Phật. Nếu chúng ta sợ cái sự sanh tử luân hồi, chúng ta nghĩ rằng mang cái thân này là khổ, luân hồi là khổ, sanh cõi người hay là cõi chư thiên cũng khổ, đừng nói chi là sanh xuống địa ngục hay ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà chúng ta phải có niềm tin chắc thật rằng Đức Phật là người đã tìm ra được cái con đường giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chúng ta phải có niềm tin chắc chắn. Thì khi đã có niềm tin chắc chắn như vậy thì chúng ta phải có niềm tin ở giáo pháp. Pháp do Đức Tôn thuyết giảng, cái pháp đó nếu ai thực hành đúng đắn thì người đó sẽ thành tựu cái sự an lạc hạnh phúc ở đời, và cuối cùng là diệt trừ phiền não, chấm dứt sanh tử khổ đau. Chúng ta phải có niềm tin như vậy. Rồi chúng ta phải có niềm tin để tăng chúng. Các vị tỳ kheo xuất gia, đệ tử của Đức Phật, những vị đó có một số đắc quả A-la-hán, có một số tăng đắc quả A-na-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm, đắc quả Tu-đà-quần, và cũng có những vị đệ tử Đức Phật xuất gia là những vị phàm tăng, nhưng mà những vị đó tu tập theo giới định tuệ, đang trên con đường để đưa đến sự giải thoát. Nhưng mà nói chung quy lại là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn thì chính do nhờ có tăng chúng duy trì cái giáo pháp này. Nếu không có chư tăng duy trì giáo pháp qua 6 cuộc kết tập tam tạng, kết tập kinh điển, thì ngày hôm nay chúng ta không có biết giáo lý Phật giáo để mà chúng ta thực hành đâu. Cho nên chúng ta phải có niềm tin nơi tăng. Đức Phật Ngài đã viên tịch rồi thì bây giờ cái chuyện mà người cư sĩ chúng ta mà hành trì giáo pháp là chúng ta phải nương nhờ tăng. Quý vị, có những người họ nói rằng tôi có kinh sách tôi cũng tu tập được, nhưng hỏi kinh sách ai biết, kinh điển ai biết, ai dịch? Nếu mà những người cư sĩ mà họ dịch kinh điển ra, họ viết sách ra, quý vị có dám xem không? Hay là chư tăng viết, chư tăng dịch soạn ra, rồi bây giờ quý vị nương theo đó quý vị tu tập?
Còn nếu mà quý vị trực tiếp nghe Chư Tăng thuyết pháp, nhắc nhở dạy dỗ, thì đó là chúng ta nương vào Tăng mà chúng ta tu tập. Bởi Đức Phật này có dạy rằng là: này chư tỳ kheo, sự sống của các ngươi là do người cư sĩ hộ độ, họ cúng dường về vật chất. Thì ngược lại, cái đời sống tinh thần của người cư sĩ là các ngươi nên giúp đỡ họ, cho họ những cái món ăn tinh thần, tức là về pháp. Sư thú thật quý vị, nếu như mà đi đến mà để trai tăng hay là để tụng kinh không, chắc có lẽ là sư không đi, bị công việc sư nhiều quá. Nhưng mà tại vì yêu cầu của gia đình thí chủ là muốn nghe pháp, cho nên sư đi với chư tăng đến đây để sư thuyết pháp cho quý vị nghe. Cho nên quý vị phải cố gắng. Đó là thành tựu về niềm tin. Thứ hai gọi là Sila Sampada, là người cư sĩ chúng ta phải thành tựu về giới. Mỗi một người cư sĩ chúng ta khi mà biết Phật pháp rồi đó, là chúng ta phải hiểu rằng hễ thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì sau này mình bị cái hậu quả, cái quả đắng cay do cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp đó. Thế thì bây giờ mình phải giữ giới để mình ngăn ngừa thân ác, khẩu ác, ý ác, từ bỏ cái điều ác. Nhờ cái phương tiện giữ giới, chúng ta giữ ngũ giới hay giữ bát quan trai giới, mà chúng ta bỏ thân không sát sanh, bỏ thân cái việc mà thân trộm cắp, thân tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là nói đâm thọc, nói độc ác, vân vân. Thì như vậy là chúng ta phải thành tựu về giới. Người cư sĩ có niềm tin chưa đủ. Đức Phật là nói rằng những ai có niềm tin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, người đó giữ giới thêm nữa thì có phước báo nhiều thêm nữa. Nếu mà chúng ta chỉ có niềm tin nhưng mà chúng ta không có giữ giới thì chúng ta vẫn bị hậu quả. Quý vị thấy những người dân xứ Thái, Thái Lan, Campuchia, Lào hay Miến Điện, gần như là cái đất nước đó là 90% hay là 95% là đều có cái sự tín ngưỡng Phật giáo. Nhưng mà cái số người họ có niềm tin ở Phật giáo, họ thờ Phật, nhưng mà họ không giữ giới. Cho nên cái đời sống của họ, cái đất nước của họ vẫn luôn luôn gặp cái bị thiên tai, hoặc là chính bản thân gia đình của họ vẫn phải bị gặp hoạn nạn, là lý do là tại vì không có giữ giới. Cho nên người Phật tử chúng ta là phải giữ giới. Khi mà chúng ta có sự giữ giới đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành được cái thứ ba nữa, là chúng ta phải thành tựu về cái tâm xả tài, gọi là Chaga Samada. Ở đây đó, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng là bây giờ tôi nghèo quá cho nên không có tiền để làm phước trai tăng. Nếu mà quý vị cứ suy nghĩ như thế đó thì ngàn đời quý vị vẫn phải nghèo đói, sanh ra kiếp nào quý vị cũng đói khổ. Tại sao vậy? Quý vị nói rằng là không có tiền, không có tiền làm sao quý vị sống, làm sao có thức ăn? Mà nếu có cái thức ăn đó, chúng ta vẫn có thể nhín ra, thí dụ một nải chuối, chúng ta cúng dường chư tăng 2-3 trái chuối cũng được nữa. Để bác cúng dường chư tăng 2-3 trái chuối ở trong cái số nải chuối đó cũng được, gọi là cũng làm phước. Cho nên hễ mà chúng ta chịu làm phước rồi thì thưa quý vị, cách nào chúng ta cũng có thể làm phước được. Còn khi mà chúng ta không muốn làm phước đó, cái tâm mà chúng ta ki bo bỏng sẻn đó, thì như vậy là cho dù chúng ta có tiền muôn bạc vạn,
vào nước đố đổ vách chúng ta cũng không có làm được, là tại vì cái tâm xả tài không có. Cái tâm xả tài không có, cho nên chúng ta phải hiểu rằng nếu mà đó bậc tu đầu quần trở lên đó, thì còn chừng một chén cơm, nhà nghèo còn có chén cơm để ăn. Nhưng mà hễ vừa thấy các vị tỳ kheo và đi khất thực đứng trước cửa nhà là họ sẵn sàng họ đem cái chén cơm đó để họ xớt bát cúng dường cho tăng, chẳng thà đói. Nhưng mà thấy cái cơ hội làm phước họ không thể bỏ, không làm phước được. Cho nên á, mấy bà con cố gắng dầu ít dù nhiều chúng ta cũng phải có làm phước một chút. Tại sao vậy? Trong kinh Đức Phật là ví dụ giống như là cái giếng nước, người thí chủ giống như cái giếng nước. Bây giờ cái giếng nước của chúng ta đó, các cái mạch nước nó đầy. Thí dụ một cái giếng nước mà ở đây mạch nước tới đây, hễ mà nước nó đổ tới đây, chúng ta đậy nắp giếng lại không có cho ai xài hết. Thì hạ nước nó còn tới đây thì cái mạch nước đó nó đổ tù ra nữa. Thế là quanh năm suốt tháng chúng ta giữ cái nước tù, nước tù động lại thì nó dơ bẩn. Nhưng mà nếu chúng ta cho bà con lên sớm xài hết, xài vừa cạn thì mạch nước ở trên thì theo cái quy luật mà nước nó bắt đầu tuôn ra tiếp, nó tuôn ra đầy trở lại. Thì như vậy chúng ta luôn luôn có nước sạch để chúng ta xài. Cũng vậy, bây giờ quý vị được giàu sang, có nhà, có cửa, có cái ăn, cái mặc là do cái phước cũ. Nhưng mà chúng ta không chịu tạo cái phước mới thì đời sau đó là chúng ta sanh ra chúng ta đói. Sanh ra chúng ta đói, ít nước nữa chúng ta cũng phải làm phước. Sư nói thật với quý vị là sư sợ đời sau khi mà chưa được giải thoát, chưa được niết bàn đó, mà sanh ra làm người phải làm người ở xứ châu Phi nghèo đói, ốm o, gầy mòn, bệnh tật, sợ lắm. Hoặc là sanh làm cái loài bằng xanh đó, quý vị biết là sống ở trong rừng đó, làm cái loài khỉ mà bây giờ người ta đốn cây hết, bây giờ không có trái làm sao đây. Làm loài nai, hưu, ăn cỏ mà bây giờ cỏ người ta phát quang hết, người ta xịt thuốc chết cỏ hết rồi, bây giờ lấy gì ăn. Cho nên chúng ta phải sợ cái chỗ đó. Mình sanh làm cái gì làm, nhưng mà biết sao làm cái loài nào thì có vật thực của cái loài đó, dồi dào sung túc là tốt. Cũng vậy, bây giờ quý vị ráng làm phước đi. Đừng có, Đức Phật dạy này các tỳ kheo đừng có sợ dư phước. Vì hạ phước đó đồng nghĩa với sự an lạc. Punyani parokasmi patitha hoti ba đề năng, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Sư nói quả hoàng mà hãy khi mà chúng ta lỡ mà có giờ phút lâm chung mà chúng ta có bị tâm bấn loạn sanh xuống địa ngục. Nhưng mà hễ người mà sanh xuống địa ngục vậy, nhưng mà người đó đã từng tạo phước thì yên chí, chính cái phước báo đã nâng đỡ lên người đó, sẽ sau khi thoát khỏi địa ngục sanh cõi người hay cõi trời, họ cũng sung sướng của hạnh phúc. Bởi vậy cho nên cái phước báo nó quan trọng lắm. Chúng ta phải cần tạo phước. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ là chúng ta làm phước nhiều đủ. Chưa đủ đâu thưa quý vị. Hễ cái cuộc luân hồi này mà chúng ta còn luân hồi sanh tử thì chúng ta còn cái sự khổ đau, thì ráng mà chúng ta làm phước. Phước báo nhiều nâng đỡ chúng ta đời sau sanh ra này. Chúng ta có cha, có mẹ đàng hoàng, là những người hiền lương đạo đức, biết thương yêu con cái. Còn nếu mà quý vị mà không có tạo phước đó, là đời sau mà sanh ra gặp ông cha bà mẹ mà không có ra gì đó, là mình làm con của mấy người đó là mình khổ lắm. Cha thì đi nhậu nhẹt tối ngày, còn mẹ đi cờ bạc rồi bỏ bê con cái, đâu lên đâu xuống rồi đem bán cho nhà trẻ ở chỗ nào đó người ta hành hạ, người ta đánh đập. Vậy sao đi? Cho nên chúng ta phải gì?
cái phước luân hồi có vợ có chồng tốt đẹp. Nếu mà mình có con cái thì con cái nó hiếu đạo, cái phước luân hồi đời sau mình sanh ra có bạn bè, bạn bè có thủy có chung. Rồi chúng ta có bà con quý thuộc là những người giàu có, là những người hòa hợp, biết nâng đỡ, thương yêu lẫn, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi bản thân của chúng ta đó, khi mà chúng ta có phước sanh ra có cái thân, dầu chúng ta không đẹp lắm nhưng mà chúng ta cũng có duyên dáng dễ nhìn. Rồi chúng ta có cái thân khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, nhất là cái chứng bệnh nan y, đừng có để bệnh nan y. Rồi chúng ta sanh ra có đầy đủ tài sản, có đầy đủ quyền chức, và chúng ta có được một cái sự thọ dụng tài sản thoải mái, chẳng thà chúng ta từ bỏ. Thí dụ như Thái tử Siddhartha, ngài hạnh phúc lắm, nhưng mà ngài từ bỏ cái hạnh phúc thế gian, ngài đi xuất gia, trở thành vị sa môn nghèo khổ, khổ hạnh, thì chẳng thà mình bỏ. Chứ đừng có để sanh ra ở đời mà mình phải nghèo khổ. Mình đâu có thể so sánh được. Người này hiện tại bây giờ cũng là không có tiền, ăn mặc rách rưới, nhưng mà vì họ thấy rằng có tài sản là vướng bận cho nên họ bỏ hết để họ sống đời sống thanh đạm. Nó khác với cái người mà sanh ra mà nghèo khổ, không có tiền. Nó khác nhau. Chẳng thà mình có tiền rồi mình dứt bỏ, nó hay hơn là mình không có tiền. Chẳng thà mình giàu, mình có thức ăn, nhưng mà mình lên mình ăn hạn chế, mình không có cần ăn nhiều sợ nó mập, hay mình ăn ít, ăn vừa đủ để nuôi thân, như vậy cho nó khỏe, thà vậy tốt hơn. Còn hơn là chúng ta không ăn được là do chúng ta bệnh, do chúng ta bệnh mà nó không thèm ăn là khác. Còn cái chuyện mà chúng ta ăn ngon miệng nhưng mà chúng ta chặn bớt lại, ăn ít thôi, ăn vừa phải thôi, thì cái đó nó quý hơn. Chúng ta nhớ. Cho nên tu tập là chúng ta phải nhớ là chúng ta phải có phước. Mà cái phước đó thì người Phật tử chúng ta là chúng ta phải xả tài. Rồi một cái điều thứ tư nữa là người Phật tử chúng ta là phải thành tựu về trí tuệ, gọi là Paññā Sampadā. Thật sự người Phật tử chúng ta bây giờ, hay nói chung tức là chúng sanh trong thời nay đó, có trí tuệ yếu kém lắm. Hồi xưa thời Đức Phật đó, những người cư sĩ như thế này là đắc tu đà quần hết, là bậc sơ quả hết, là những bậc thấy rõ niết bàn hết, chứng niết bàn hết, diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Cho nên cái đời sống của vị đó chắc chắn là các vị đã luân hồi không bao lâu, bảy kiếp nữa thôi là viên thịnh niết bàn. Tại sao vậy? Bởi vì cái trí tuệ sáng suốt, chỉ nhìn thấy cái sự vật, nhìn thấy cái tài sản bị hao hớt, hay là nhìn thấy cái thân bị già, bị bệnh, là vị đó có sự suy tư rằng các pháp hữu vi là vô thường, đời là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường khổ là vô ngã. Người ta thấy, người ta biết gì. Khi mà đi ra đường mà nhìn thấy một cái người, tại sao họ bước ra lên xe, về xuống xe là vô nhà, cao cửa rộng đóng cửa, đàng hoàng, người giàu có gì. Còn có người thì hồi sáng mà đi lên xe thì quý vị chạy dọc đường thấy mấy người đó mặt mày dơ bẩn ốm o vậy, thiểu não lắm. Họ ngồi ở vỉa hè đó, hoặc là ngồi ở chỗ cái con lương đó, ngồi để mà đi xin. Rồi có những cái cô bé cổ ẩm trên tay một đứa bé nhỏ xíu, bệnh hoạn đe đuối để gợi lòng thương cho người khác mà người ta bố thí cho.
khổ sở quá. Tại sao khổ sở vậy? Chúng ta mới có trí tuệ, chúng ta suy xét ở do cái nghiệp chúng sanh đó đã tạo trong quá khứ. Trong quá khứ họ cũng dữ dằn lắm, họ cũng dữ dằn lắm, cũng hại người hại vật, cũng bỏng sẻn, cũng đánh cha chửi mẹ, cũng keo kiết, cũng tham lam, cho nên bây giờ bị nghèo khổ vậy đó, rồi phải đi ăn xin vậy đó. Cuộc đời của họ là trong bóng tối chứ không bao giờ mà đi trong ánh sáng được. Tại sao vậy? Những người đó như vậy họ kiếm cái ăn còn chưa ra nữa, làm sao họ có thời giờ đâu để ngồi lại mà nghe pháp, làm sao để ngồi lại mà tu thiện. Cho nên quý vị thấy quý vị còn hạnh phúc hơn, quý vị còn may mắn hơn nhiều. Nhưng mà trong cái may mắn đó đó, chúng ta phải biết cách là để tận dụng cái thân này, tận dụng cái sự may mắn của mình. Đức Phật còn dạy rằng Yathabhipappa Rasimha Khajira Mala Gunepahu Iwang Chatena Machena Katapang Kusala Bahu. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy nhờ thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Bây giờ ai cũng chờ chết, sống chờ chết. Nhưng mà bây giờ thế này, trong thời gian mà chờ đợi cái chết nó đến với mình, thì người mà biết khôn đó thì họ sẽ lợi dụng vào cái đời sống này, lợi dụng cái thân này để họ làm nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo. Còn những cái người mà họ thiếu trí tuệ đó, thì thưa quý vị, cũng sống để chờ chết như người ta vậy. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi đó, nếu mà họ có tiền thì họ ăn chơi, ăn xài xả láng. Hoặc giả nếu mà họ không có tiền bạc, họ nghèo khổ, thì bắt đầu họ đánh đá với nhau, họ giành giật, họ trộm cướp để mà họ kiếm sống, thì bắt đầu họ bị khổ. Họ từ cái khổ đen tối này đi đến cái khổ đen tối khác. Còn người Phật tử chúng ta có cái trí tuệ khôn ngoan đó, hiện tại mình đang khổ, mình đang nghèo, thì từ cái bóng tối này chúng ta phải đi đến ánh sáng, hướng đến ánh sáng. Chúng ta phải tu tập, phải làm phước. Mà cái sự tu tập của người Phật tử chúng ta thì đa phần thì chúng ta có quan điểm, chúng ta nghĩ rằng giàu có mới đi chùa được, có tiền mới đi làm phước được. Tại quý vị nghĩ thôi. Chứ bây giờ những người nghèo khổ, bây giờ mình nghèo khổ mình không có đi làm phước được, không có tạo phước vật được, thì mình tạo cái phước đức, phước trí. Ở nhà đó, ngoài cái giờ đi làm việc, đi kiếm sống, chúng ta chịu khó, chúng ta đóng cửa lại, ngồi ở trên phòng trước bàn thờ Đức Phật, chúng ta ngồi, bắt đầu chúng ta ngồi thiền. Chúng ta giữ tâm theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, chánh niệm tỉnh giác, hay quán vô thường, khổ đau, vô ngã. Những cái tham sân si mà nó khởi lên trong tư tưởng, chúng ta loại bỏ đi, thì cái đó cũng tốt thôi. Chúng ta tu tập cái gì cũng được. Chúng ta không chịu làm thôi. Nếu mà chúng ta chịu tu rồi đó, thì cách nào chúng ta cũng có cái thiện pháp để chúng ta tu. Cho nên mấy bà con phải cố gắng làm sao. Một là chúng ta phải có cái đức tin, phải có giới, chúng ta phải có tâm xả bố thí. Rồi thứ tư là chúng ta phải có trí tuệ. Hãy chúng ta thành tựu được bốn pháp đó, Đức Phật nói người cư sĩ mà thành tựu bốn pháp đó là người đó có lợi ích trong tương lai, có tài sản mang theo. Ngay cả cái việc mà con mà báo hiếu cho cha mẹ cũng vậy. Người con mà nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất, cứ là cất nhà cho mẹ, cha mẹ ở, mua sắm quần áo cho cha mẹ, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ uống, mua sữa sùng về để cho cha mẹ uống những khi bệnh hoạn. Đức Phật nói cái đó cũng tốt, nhưng mà làm như vậy chưa trả hết công ơn cha mẹ. Người con nào mà hướng dẫn cha mẹ chưa có niềm tin, giúp cho cha mẹ có niềm tin.
cha mẹ là người trước đây không có giữ giới, bây giờ giúp cho cha mẹ giữ giới. Cha mẹ trước đây là người khi bo bỏng sẻn, bây giờ giúp cho cha mẹ có cơ hội để cha mẹ đi làm phước xả tài. Rồi cha mẹ chưa có trí tuệ hiểu pháp, giúp cho cha mẹ có trí tuệ. Ta nói rằng người con đó đã trả hết công ơn của cha mẹ, xứng đáng. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có an trú cha mẹ và bốn pháp này mới giúp cho cha mẹ đời sau khi mà tái sanh cha mẹ được an vui. Còn như chúng ta chỉ lo vật chất nuôi dưỡng cha mẹ, bằng vật chất thì tốt rồi đó, cha mẹ hài lòng, nhưng mà sau khi mà cha mẹ chết, cha mẹ tái sanh về cảnh giới khổ đau, lúc đó mình đâu có đi theo để mình lo được. Mình phải làm sao tạo điều kiện để cha mẹ tự có phước báo. Do vậy chính bản thân chúng ta cũng phải tự tạo cái phước báo cho chúng ta. Ở đây đó, sư muốn nhắc một điều là người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sống mãi không chết. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Đừng nghĩ rằng chúng ta trẻ mãi mà không bị già, không có đâu. Đừng nghĩ rằng chúng ta khỏe mãi không bao giờ bị bệnh, không có. Này các tỳ kheo, người nào mà cho rằng tôi khỏe không bao giờ bị bệnh, người đó là người thiểu trí chứ không phải là người có trí. Người có trí giàu cho cái sức khỏe đang tốt, nhưng mà người đó phải biết rằng họ cũng sẽ bệnh hoạn. Cho nên nữa, chúng ta phải biết rồi, chúng ta phải già, phải bệnh, phải chết. Bây giờ tự mỗi người chúng ta phải lo để mà chúng ta vượt thoát cái cuộc luân hồi khổ đau này, thì như vậy nó hạnh phúc tốt đẹp hơn. Thì sư mong rằng các Phật tử chúng ta đó hãy cố gắng, chứ đừng để cho chúng ta cứ ngủ dùi ở trong một cái đầm lầy hay là ở trong một bóng tối. Phật pháp, ánh sáng Phật pháp vẫn có trên thế gian này, nhưng mà chúng ta không tìm ra được ánh sáng để chúng ta đi, mà chúng ta cứ quanh quẩn ở trong cái khu rừng rậm bóng tối, thì cái đó là lỗi do mình chứ không phải là do lỗi do Đức Phật. Và sống ở trong cái cuộc sống này, chúng ta được an vui, hạnh phúc là do tự mình. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đừng có trách cha, trách mẹ hay là trách bà con quyến thuộc, bạn bè thân hữu làm cho mình khổ, không phải. Chính do mình. Đức Phật này dạy rằng là Charantipala Dhamme Thino Channa Ambitini Wa Atana Karanta Bapakang Kamang. Dằn hồ tí cả tu cấp tha lăng. Kẻ ngu si thiểu trí quanh quẩn trở đi trở lại, chính họ, chính tự mình là kẻ thù. Vì tự mình tạo rác nghiệp thì mình phải chịu quả đắng cay. Như vậy thôi, đơn giản. Hễ mà chúng ta biết thương mình thì chúng ta tạo cái phước báo. Phước báo là người bạn chí thượng, là người bạn chí thượng của chúng ta, là người bạn thân nhất, đem lại cho chúng ta cái sự an vui. Còn hãy tự mình mà chiều theo cái thị hiếu, cái thị dục của mình, mà tối ngày cứ lo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân, cờ bạc rượu chè, thì tự mình chính mình là kẻ thù của mình. Bởi vì xét rỉ xét nó sanh ra từ nơi sắc, nó trở lại ăn mòn thanh sắc. Cũng vậy, để con người chúng ta tự tạo ra ác nghiệp thì chính ác nghiệp đó trở lại hoành hành, làm cho mình đau khổ trong cuộc sống luân hồi, có gì đâu. Chúng ta hiểu cái đạo lý đó thì chúng ta có thể tu tập được dễ dàng. Cho nên người Phật tử chúng ta nên biết rằng giáo pháp của Đức Phật đó, Ngài không có dạy những cái điều quyển hoặc mơ hồ. Và Đức Phật Ngài cũng không có cho chúng ta ăn cái bánh vẽ. Ngài không bao giờ Ngài nói rằng hãy tín ngưỡng ta, hãy thờ lại ta, rồi ta cứu rỗi cho, không có đâu.
Đức Phật đã tuyên bố rằng Akhataru Tathagata Tamhehi Kichang Atapang, Như Lai là người chỉ đường, nhưng mà đi hay không là do nơi chính các ngươi. Ngài chỉ cho chúng ta con đường đó. Đây là con đường đưa đến cõi trời, đây là con đường đưa đến Niết Bàn, còn đây là con đường đưa đến cõi khổ, luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đâu tu la. Ngài chỉ xong rồi đó. Người có trí thì đi theo cái con đường mà Đức Phật Ngài dạy để mà thoát khỏi khổ luân hồi. Còn nếu mà chúng ta không có trí, chúng ta cứ đi theo cái con đường mà đưa đến cõi khổ luân hồi đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì cái đó do tự chúng ta thôi. Cho nên bài pháp hôm nay sư muốn gửi gắm đến các bà con Phật tử chúng ta đến tham dự cuộc lễ trai tăng hôm nay với gia đình của song thân của sư Tuệ Định làm phước cúng dường ngày hôm nay để hận phước cho ông Quỳnh Văn Sử. Thì cái thời pháp này sư nghĩ rằng cũng vừa phải lẽ với thời gian. Và nếu mà quý vị có tác ý suy nghĩ chút xíu thì quý vị sẽ thấy chính cái bài pháp này nó sẽ khơi dậy cho quý vị một cái ánh sáng tu tập tiến hóa. Một năm sư có thể đến đây được một lần, hai lần để sư thuyết cho quý vị nghe những cái pháp cần phải biết, quý vị cố gắng nương theo đó mà tu tập. Bây giờ sư kết thúc.